I go fishing. Phần 6. Đoạn cuối. Đức Giêsu hiện ra ở biển hồ Tiberia. Gioan chương 21. Sau đó, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp: thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Người nói: hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo: hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: hãy theo thầy. And another shall gird thee and carry thee whither thou wouldst not. Follow me.
Quý vị và các bạn thân mến, điểm nổi bật trong tin mừng Chúa Nhật thứ ba Phục sinh hôm nay là mẫu đối thoại giữa Chúa Giêsu Phục sinh và thánh cả tông đồ Phêrô. Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô ba lần: "Con có yêu mến thầy không?" Và đáp lại cả ba lần, Phêrô đều trả lời: "Thầy biết đó, con yêu mến thầy." Phêrô, một con người đã từng phản bội thầy, chối thầy đến ba lần, nay lại mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình, lòng yêu mến của mình vào thầy Giêsu. Điều gì đã khiến cho Phêrô có một sự biến đổi như vậy? Quý vị và các bạn còn nhớ lại, chính thánh Phêrô sau khi chối thầy, ông đã bắt gặp được ánh mắt đầy yêu thương của thầy nhìn ông tại dinh thượng tế, và ánh mắt đó đã khiến cho Phêrô bật khóc, nhận ra những lỗi lầm của mình. Đồng thời, ông cậy trông vào lòng thương xót, ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đó là điểm nổi bật để cho Phêrô làm một cuộc hoán cải, biến đổi cuộc đời của mình. Và hôm nay tại biển hồ Tiberia, Phêrô đã có cơ hội xác nhận đức tin, lòng yêu mến của mình vào thầy Giêsu. Và chính điều đó, Phêrô đã là thủ lãnh của các tông đồ, là đá tảng để Chúa Giêsu xây dựng giáo hội của Ngài trên đó. Giáo hội chỉ có thể tiến tới, chỉ có thể vững mạnh khi những người mục tử trong giáo hội có lòng yêu mến Chúa và can đảm làm chứng về Chúa Giêsu Phục sinh, dùng chính cái chết của mình như thánh Phêrô vào cuối đời của Ngài. Qua đoạn tin mừng ngày hôm nay, cho chúng ta nhận ra mỗi người ai cũng có những lúc yếu đuối, lỗi lầm, tội lỗi như Phêrô tông đồ thôi. Có những lúc chúng ta cũng đã phản bội thầy, nhưng điều quan trọng là chúng ta nhận ra tội lỗi của mình và chạy đến lòng thương xót của Chúa. Ơn tha thứ của Chúa không bao giờ ngưng nghỉ, không bao giờ vơi cạn trên cuộc đời của chúng ta. Xin cho chúng ta trong những lúc vấp ngã, yếu đuối, luôn luôn cậy đến lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa để chúng ta tái khám phá lại tình yêu mà Chúa đã dành cho cuộc đời của mình, để chúng ta tiếp tục dấn thân phục vụ Chúa và con người.